Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài nói về cái cách tính giờ kim xà thiết tỏa trong cái cuốn sách Luận giải lá số tử vi. Ngoài cái luận giải lá số tử vi ra, cái cuốn này nó còn cho ta một số các cái cách tính các cái giờ xấu cho trẻ em mới sinh ra. Đây là cái bài, cái cách tính giờ kim xà thiết tỏa. Trong cái cuốn này người ta viết nó như thế này: phạm giờ kim xà, triển vọng đứa trẻ là rất bấp bênh, cho dù có sống cũng hết sức khó nuôi, vì đau yếu luôn luôn. Nếu bản mệnh đứa trẻ bị cha hay mẹ khắc hành thì càng khó sống. Cách tính giờ kim xà rất phức tạp vì qua nhiều giai đoạn. Thế thì xét về câu từ ở trong cái đoạn này thì ta hiểu nó như thế này: nếu bản mệnh của đứa trẻ bị cha hay mẹ khắc hành thì càng khó sống. Tức là nếu như nó phạm ấy, đã phạm giờ rồi mà bản mệnh cộng với cái bản mệnh ấy, tức là cái ngũ hành nạp âm ấy, của cha hay của mẹ mà khắc với con nữa thì càng khó sống. Nhưng mà với mẹ khắc thì nó xấu hơn là với bố khắc. Nó khắc ở ngũ hành nạp âm, tức là đại khái như là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đại khái là thế. Và sau đây là một cái cách tính. Cách tính thì nó cứ lộn đi lộn lại mấy vòng ở trên cái 12 cung địa chi. Nó có bốn cái gạch đầu dòng để ta tìm năm tháng ngày giờ. Cái cách tìm năm thì nó như thế này: ví dụ như là năm nay là năm Mão đi, thì khởi cái năm Tý tại cung Tuất. Tức là bất cứ một năm nào ta đều khởi Tý tại cung Tuất để ta tìm năm. Khởi cung Tý, khởi năm Tý tại cung Tuất, đếm theo chiều thuận đến năm sinh. Đó là cái cách tìm năm. Sau đến cái cách tìm tháng thì là đến cung nào kể cung đó là tháng riêng, đếm theo chiều nghịch đến tháng sinh. Đã tìm được tháng sinh rồi thì đến cái cung nào kể cung đó là mùng 1, đếm theo chiều thuận đến ngày sinh. Đấy, tức là ta đã tìm được ngày sinh rồi. Đến cung nào kể cung đó là giờ Tý, đếm theo chiều nghịch đến giờ sinh thì dừng lại ở cung này. Nếu là trai mà cái cung này là Thìn Tuất thì nó phạm kim xà thiết tỏa. Còn nếu cung này là Sửu Mùi thì nó phạm vào bàng giờ, tức là nó xấu vừa, tức là nó xấu ít. Còn phạm vào Thìn Tuất thì nó xấu nhiều. Còn nếu là gái mà cung này là cung Sửu Mùi, tức là cung Sửu hoặc cung Mùi, thì phạm vào kim xà. Còn nếu rơi vào Thìn Tuất thì phạm vào bàng giờ, tức là nó đỡ xấu hơn. Trong các cái trường hợp phạm kim xà, trai hay gái dễ yếu trước 13 tuổi. Còn nếu chỉ phạm vào bàng giờ thì có cơ may tồn tại, nhưng sẽ hết sức khó nuôi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh của đứa trẻ bị bản mệnh của người mẹ hoặc người cha khắc, ví dụ như thủy mệnh của mẹ khắc hỏa mệnh của con, thì ít hy vọng. Đứa nhỏ sẽ có thể yếu sau nhiều lần đau yếu. Thông thường, việc bản mệnh của mẹ khắc bản mệnh của đứa trẻ được xem như là nguy kịch hơn là mệnh của cha khắc mệnh của con. Tuy nhiên, trong trường hợp có hy vọng tồn tại, còn phải xem thêm các sát tinh thủ mệnh đứa trẻ để quyết đoán cho chắc chắn, sẽ bàn đến ở trong đoạn sau.
Tức là cái cuốn sách này người ta là một cuốn sách viết để luận giải một lá số tử vi, và người ta cho chúng ta một số các cái cách tính giờ quan sát, rồi giờ kim xà thiết tỏa, rồi là các cái giờ xấu mà khi đứa trẻ sinh ra, ví dụ như là giờ tướng quân, giờ diêm vương, giờ dạ đề. Đấy, nó có 5 cái loại giờ xấu, nhưng mà nó xấu nhất là cái giờ kim xà thiết tỏa. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.